Rồi, kênh điện tử Phạm Minh xin kính chào tất cả các bạn. Rồi, clip này mình sẽ hướng dẫn chúng ta về một cái quy trình sửa chữa các bạn. Ví dụ như là khách đem một cái thiết bị như tivi hay đầu đĩa hay cái gì các bạn. Hay là những cái đầu chảo các bạn đem tới mà nó không có, chúng ta cắm mà nó không có vào điện các bạn. Thì cái quy trình chúng ta sẽ sửa từ đâu tới đâu nha. Chúng ta sẽ sửa đúng theo quy trình thì nó rất là đơn giản và rất là dễ. Thì cái clip hôm nay các bạn, mình cố gắng mình làm luôn cho nó xong cái phần những cái nguồn như thế này và cái quy trình sửa chữa cũng như những cái ban nha. Rồi xong cái clip này thì mình sẽ làm về những cái nguồn nguồn bút nguồn đồ các bạn, mình sẽ đo những cái tín hiệu nguồn bút và những cái tần số nó phát ra nguồn bút nó hoạt động như thế nào. Do là trời hứng mưa các bạn, trời nó mưa. Nó mưa từ chiều giờ cái máy tôn mình nó thấp á các bạn. Máy tôn thấp quá cho nên nó cứ rào cà rào cà rào nên giờ mình mới làm clip. Thì cũng mong anh em thông cảm. Rồi khi mà chúng ta ở đây là cái nguồn này các bạn, hôm qua mình làm cái nguồn này nè nha. Xong cái hộp sáng này mình ngồi mình vẽ lại. Mình rảnh mình ngồi mình vẽ lại. Và cái mức nguồn nó ra là 3V 3 này. 19V này, 25V này. Hôm qua mình có làm mình giới thiệu là cái nguồn 3V 3 nó tăng lên là 4V mấy các bạn, cao nhất là 4V rưỡi thì nó bị đứt cái con này nha. Cái này nó tăng lên, cái này tăng lên tới 40V luôn các bạn thì sẽ đứt cái con này. Còn nó đứt cái con xuống mát ấy, thì cái nguồn nó tụt xuống còn có 1V mấy nha, 1V mấy cho tới 2V là bị đứt cái con này. Rồi nó bị đứt cái điện áp mà cấp ấy, thì điện áp lên nó cũng tụt xuống còn có V mấy các bạn. Nó sẽ tụt xuống và mỗi cái bình nó đều là bị dao động nha, điện áp nó có dao động. Rồi giờ mình sẽ phân tích các bạn. Khi mà chúng ta nhận một cái đầu chảo đi hay là cái đầu ca cộng đi, mình nói đơn giản chúng ta dễ hiểu hơn. Chúng ta nhận mà chúng ta cắm điện vô mà nó không có lên cái mức điện áp các bạn. Cắm vô phát chúng ta thấy là ở trên cái mặt của cái đầu chảo các bạn thì nó không có cái đèn tín hiệu sáng nha, thì cái thiết bị đó nó không vô điện. Chúng ta đem về thì bắt đầu chúng ta cắm điện vô nha. Cắm điện 220V đây. 220V này. AC này. Chúng ta cắm vào thì cái quy trình mà chúng ta sửa của mình quen á, mình sẽ nói lại để cho anh em chúng ta sửa theo thôi. Thì cắm vào xong thì mình đo ngay chỗ này các bạn. Thường thường chúng ta cứ cắm điện vào xong chúng ta sẽ đo cái mức điện áp đây nó có hay không nha. Ví dụ như là 5V hoặc là 3V chúng ta chọn cái que đây có điện áp hay không. Nếu như đây không có điện áp các bạn thì bắt đầu chúng ta sẽ sửa cái nguồn. Rồi đây có điện áp rồi các bạn, chúng ta đo đủ mức điện áp rồi thì cái bo vi xử lý thì mai mốt mình sẽ hướng dẫn sửa những cái bo bo hình của những cái thiết bị như đầu chảo đầu đồ các bạn, bo vi xử lý nó như thế nào. Mình sẽ hướng dẫn chúng ta đo biết IC nó sống chết các bạn, những con vi xử lý nó sống chết hoặc là những cái đường reset đường gì đó mình sẽ hướng dẫn chúng ta đo. Ở đây nếu như mà ở đây nó không có điện áp vô các bạn nha, thì chúng ta bắt đầu quay lại chúng ta đo điện 220. Thử ngay cái công tắc của nó các bạn, cái công tắc với cái đường dây vô này nó có tốt hay không. 220 thì chúng ta sẽ đo ngay đây nha. Ngay đây. Ở đây có 220 rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đo đây thì có 310V không các bạn. Đo trên cái tụ lọc nguồn thì ở đây chúng ta dò này. Ở đây về mình dễ y chang các bạn này, qua cái cầu chì. Nó chỉ qua cầu chì xong đi qua cái cuộn dây, thì qua cuộn dây xong đi vô cái cầu đốt thì đây là cầu đốt. Lúc đầu ta đo trên này có 310V. Nè, nếu như không có 310V mà đây có 220 thì chúng ta kiểm tra cái cầu chì. Nếu như mà đứt cầu chì thì phải chúng ta phải kiểm tra lại thử cầu đốt nó có bị gì để đứt cầu chì không, hoặc là cái con này nó có bị hư nè, chạm với để đứt cầu chì hay không. Rồi ở đây mà có 310V các bạn. Mình làm tới đâu mình sẽ đo tới đó để cho những anh em nào mà mới vô kênh thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nha. Còn những cái bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mấy hôm nay mình đang kêu gọi anh em rất nhiều các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Tại kênh mình mới các bạn chưa bật kiếm tiền cho nên đang cần 1.000 người đăng ký rất là nhiều. Thì rất là mong anh em hỗ trợ cho mình nha. Rồi mình sẽ cắm điện vào các bạn. Rồi cái quy trình bắt đầu thì khi nó không có điện các bạn thì chúng ta sẽ bật qua thang đo. Sẽ dâm này nhỏ lại xíu các bạn. Bật qua thang đo,
đo AC rồi ta đo điện áp đầu vào các bạn. Có 230V này các bạn nha. Ở đây là điện áp nhà mình ngay dưới cái bình 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 hạ thế cho nên điện áp nó cao các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ bật qua thang DC, chúng ta đo ngay con tụ sẽ có điện áp 300 310V không. Đó tới 317V luôn các bạn, do là điện áp nó cao. Ở đây nó cao thì đây này nó cao lên. Rồi đây có 317V các bạn. Mà nếu như mà điện áp bên này nó vẫn không ra các bạn thì bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra cái con điện trạm màu cho cái con IC kết hợp với con công suất này cho nó hoạt động nha. Thì chúng ta sẽ đo điện áp màu nó là bao nhiêu. Điện áp màu đó thì cái chân nó sẽ qua hai con điện trở các bạn. Đây nó sẽ qua một con điện trở này, hai con điện trở chúng ta đo đây sẽ là bao nhiêu volt các bạn. Ở đây mình sẽ lấy cái này mình đưa lên cao xíu chúng ta dễ nhìn. Nó có 9V nha các bạn. Mình sẽ làm cho chúng ta thấy nó rõ chút xíu. Một cái chân bỏ vô mát, một chân chúng ta đo cái điện áp màu nó là bao nhiêu. Đây chúng ta thấy có 9V 6 này nha. Rồi bắt đầu sẽ qua một con điện trở mình đo này luôn rồi mình sẽ giải thích. 150 158V các bạn. Rồi thì như thế này các bạn. Ở đây điện áp màu nó là 9,6V này. Ở đây có là khi mà nó qua điện trở này chúng ta đo trên chính giữa hai con này thì có 158V này. Nha. Nếu như mà ở đây chúng ta đo mà điện áp màu nó là có 9V 6 các bạn. Mà ở đây chúng ta đo mà không có điện áp ra nghe. Ở đây mình nói là cái phần này chúng ta không được chạm nghe. Ở đây mình tắt đi rồi mình sửa bên này nó ok hết rồi. Ở đây mà điện áp màu có 9V 6 mà bên này chúng ta đo vẫn không có áp ra thì chúng ta thay con này là xong. Rất là đơn giản các bạn. Chỉ có thay con công suất này là hoạt động. Còn nếu như ở đây nó không có 9,6V các bạn, chúng ta dò ngược lên đây. Chúng ta đo ở đây mà có là chúng ta đo đây có 158V các bạn thì chúng ta thay cái con điện trở này. Ở đây có mà ở đây không có nghe các bạn. Thì chúng ta thay con điện trở này là được. Rồi. Có trường hợp các bạn, ở đây người ta cũng sử dụng con là SD này 6832 nha. Người ta cũng sử dụng cái con này luôn. Tuy nhiên thì mình đo các bạn, mình phân tích mình đo đây là có 9V 6 nha. 9,6V này. Rồi có một số anh em thì dò cái chân số 3 này các bạn, cái chân mà điện áp màu các bạn là cái nguồn nuôi nó luôn á. Một số anh em thì dò lên tới là 12V này. Rồi một số anh em đo lên tới là 15V các bạn. Đó. Thì cái điều này vẫn là bình thường thôi các bạn ha, tại vì ở đây mức nguồn nó lên cao thì cái dòng điện cái điện áp nó lên cao. Thứ hai nữa các bạn thì cái con IC này nè do ở đây người ta phân cực cho cái điện áp màu nữa. Thì cái con IC này các bạn 6832 này nó sẽ có một cái khoảng các bạn kiểm tra trên data sheet, ví dụ như là nó mức nó hoạt động là từ 9V cho tới 15V thì nó nằm trong cái ngưỡng đó là ok nha. Con IC nào cũng vậy đó, IC nó sẽ có một cái khoảng là ví dụ như là từ 9V cho tới là 18V hoặc là nhiều con IC các bạn nó hoạt động cái khoảng sẽ lớn hơn nữa. Cho nên là một số anh em là chúng ta không có bắt buộc phải người khác là chúng ta thấy người ta phân tích các bạn khỏe là 9,6 đây ha, hoặc là các bạn thấy người ta phân tích lên 12V thì mình phân tích 9,6 các bạn nó sai là không đúng nha. Tại vì này nó nằm trong cái khoảng của nó. Giống như là điện áp mà 310V này các bạn này. Thì ở đây mà nó dâng cao lên các bạn. Hồi nãy đây dâng lên tới 230V thì ở đây chúng ta đo tới 117V này. Là nó trong cái khoảng của nó. Ví dụ như điện áp đã dâng lên tục xuống còn có 110V thôi hoặc là 210V các bạn hoặc là 200V đây thì đây nó sẽ tụt xuống còn có là 300V thì nó vẫn hoạt động bình thường nha. Nó sẽ trong cái khoảng cho phép. Rồi thì con IC này có nhiệm vụ các bạn thì kích cho cái cuộn dây nó hoạt động các bạn thì bên này nó sẽ phát ra những cái bên này phát ra cái từ trường bên này các bạn thì bên này sẽ nắn ra cho những cái mức điện áp nha thì sẽ hồi tiếp về.
Thì mình cũng có phân tích trước những clip rồi các bạn, thì nó hư cái đường này nha. Nó hư đường này thì cái điện áp ra sẽ chập chờn. Nó hư cái đường này các bạn. Thì cái điện áp ra nó dâng dâng cao, còn hư ngay chỗ này các bạn thì điện áp ra nó thấp. Đó. Thì cho nên là nếu như mà điện áp không có thì chúng ta cứ quan tâm sửa chỗ này trước đi. Còn mà khi nào mà điện áp nó ra nó yếu hoặc là nó chập chờn hoặc như thế nào thì chúng ta cứ khoanh dùng cái khu vực này chúng ta sửa. Rất là đơn giản các bạn. Thì clip này thì nó gắn gọn tới cả vậy thôi các bạn, tại do những clip trước mình có đã phân tích, mình đã làm chi tiết về cái phần này rồi, chi tiết về cái phần này luôn rồi nha. Mình tháo ra, mình tháo những cái con này ra các bạn nha. Rồi mình tháo con này, rồi mình tháo cái đường này ra luôn rồi, cho các bạn thấy là nó sẽ hoạt động như thế nào rồi, hoàn chỉnh như thế nào rồi. Cho nên thì clip này nó tương đối ngắn gọn. Thì những anh em nào mà đăng ký kênh mình các bạn, những anh em nào mà chưa đăng ký thì rất là mong anh em cho mình một lượt đăng ký kênh. Còn những các bạn nào mà đã đăng ký kênh rồi thì các bạn cho mình một lượt like, thì mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Do là trời mưa các bạn cho nên mình làm hơi trễ chút xíu, anh em thông cảm. Với lại ngày mai càng mốt thì mình sẽ làm về những cái nguồn nguồn xung khác các bạn, ví dụ như nguồn tổ ong, rồi mình sẽ đo những cái xung nó phát ra là bao nhiêu kilo hạt cho chúng ta xem nha. Rồi, chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ.